Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, trên địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên và xã Nấm Dần, huyện Xín Mần xảy ra mưa rông, sấm sét. Dạng sáng ngày 22 tháng 6, chị Lù Rị Rờ, sinh năm 1985, dân tộc Nùng, thôn Nấm Dần, xã Nấm Dần, huyện Xín Mần, đang ngủ trên giường thì bị xét đánh gây tử vong tại chỗ. Xét cũng đánh chết một con bò và hai con lợn của các hộ dân tại thôn Nấm Dần và thôn đoàn kết xã Nấm Dần. Tại xã Chế Là, Xín Mần, xét đánh chết một con trâu tại thôn Cốc Độ, thiệt hại về tài sản ước tính trên 250 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Xín Mần cùng các lực lượng chức năng đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ kinh phí ban đầu cho gia đình có người bị xét đánh tử vong. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 6, trên địa bàn xã Thượng Sơn, Vị Xuyên, xảy ra mưa rông kèm theo sấm sét khiến một ngôi nhà sàn ba gian bị xét đánh cháy hoàn toàn. Ngôi nhà bị xét đánh là của anh Đặng Văn Nờ, thôn Khuổi Luông, xã Thượng Sơn. Thời điểm xảy ra vụ việc, sáu người trong gia đình anh N đang ở gian nhà bếp nên không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ ngôi nhà sàn ba gian và đồ dùng trong gia đình đều bị cháy rụi. Theo các chuyên gia khuyến cáo người dân trong mùa mưa bão hạn chế ra ngoài trời khi trời mưa rông tìm chỗ trú ẩn an toàn khi gặp mưa rông tránh xa những nơi trống trải cây to cột điện cao thế không nên trú mưa dưới mái hiên nhà không đứng thành nhóm đông người gần nhau khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ cửa ra vào các đồ dùng điện tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có rông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng bởi xét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là 1 mét. TV nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần rút ra khi có rông. Nếu ở ngoài trời, người dân cần ở vị trí càng thấp càng tốt tốt nhất nên đứng nhón chân trên mặt đất hoặc ngồi xuống lấy tay che tay. Nếu phát hiện có người bị xét đánh, sau khi sơ cứu hãy nhanh chóng liên hệ với cán bộ y tế để được hỗ trợ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Phòng tránh trước khi có sấm xét luôn là biện pháp đảm bảo an toàn hiệu quả nhất. Sau mỗi người nên trang bị kiến thức sơ cứu cho người bị xét đánh nhằm ứng phó kịp thời khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, Ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, địa chỉ tại 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Tòa nhà này làm bằng gỗ, mới được tu sửa. Người dân xung quanh đã hỗ trợ các sư thầy dập lửa. Song do thời tiết khô nóng, nội thất chủ yếu bằng gỗ nên lửa bùng lên rất mạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát rất lớn ở tránh điện và bắt đầu lan sang những dãy nhà bên cạnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hàng chục xe chữa cháy, nhưng đám cháy ở tránh điện bùng phát mạnh nên ngọn lửa phải mất nhiều giờ đồng hồ mới được khống chế. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy được các lực lượng dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại nhiều đồ đạc nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thuyền Lâm là ngôi chùa cổ nằm ở gò Dương Xuân, được xây dựng dưới thời chúa Nguyễn. Một số nhà sử học cho rằng khu vực chùa Thuyền Lâm tọa lạc xưa kia từng tồn tại phủ Dương Xuân dưới thời nhà Tây Sơn. Mới đây, người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh một công nhân phun nước tưới cây dưới trời mưa tầm tã. Công nhân đội nón dùng vòi từ bồn xe phun nước xối xả xuống các luồng cây nằm giữa giải phân cách hình ảnh được chụp bên dưới tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông khu vực đường nguyễn trãi đoạn qua hầm thanh xuân hướng từ hà đông đi ngã tư sở ngay khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội nhiều người dùng tỏ ra khó hiểu bởi trong khi trời mưa tầm tã thì công nhân lại tưới cây gây lãng phí tiền của và nhân lực số khác lại cho rằng khu vực này bị chắn bởi tuyến đường sắt trên cao nên việc tưới thêm nước cho cây cũng là điều dễ hiểu liên quan đến nội dung trên một lãnh đạo sở xây dựng hà nội cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin Sở đã giao cho lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cùng phòng cây xanh chiếu sáng để kiểm tra. Đồng thời, đơn vị đã lập tức chỉ đạo nhắc nhở toàn bộ công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội chấn chỉnh tình trạng trên. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ thể tối 23 tháng 6, lãnh đạo xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết hai vợ chồng chú trên địa bàn được phát hiện tử vong bất thường trong nhà. Nạn nhân là ông NVT 80 tuổi và bà TTV 77 tuổi cùng chú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, con gái ông T tới thăm bố mẹ nhưng cửa đóng kín nên trèo cổng vào thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Bố nằm dưới đất, mẹ nằm trên giường. Khoảng 1-2 ngày nay, người dân xung quanh không thấy vợ chồng ông T và bà V ra ngoài, nhà đóng cửa. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dự báo từ chiều tối ngày 24 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất nhiều nơi. Từ nay đến sáng 26 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm có nơi trên 200 mm ở bắc bộ và từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm ở bắc trung bộ. trong ngày 24 tháng 6, bắc bộ và bắc trung bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. ngày và đêm 24 tháng 6, trung trung bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và tối 24 tháng 6, tây nguyên, nam bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Đến chiều và đêm 26 tháng 6, mưa lớn ở bắc bộ sẽ có khả năng giảm dần. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong những giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, đặc biệt các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, Sapa, thành phố Lào Cai ở tỉnh Lào Cai. Các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Trấn, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, thuộc tỉnh Yên Bái. Tỉnh Phú Thọ là các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Ngoài ra, còn có các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc như Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên.